Các bài meta 4 vàng như Kai'Sa, Fiora hay Nila Saya luôn được săn đón vì chúng khả thi để triển khai, không cần quá nhiều điều kiện. Hay roll 4 vàng thì cũng chỉ cần 3 con lên 2 sao thôi, chứ không như các bài reroll phải đánh đổi và phụ thuộc khá nhiều vào nhân phẩm. Nhưng trong một số trường hợp, dù đen gấp mấy, anh em vẫn có thể mã vàng các tướng mình cần nếu có combo nâng cấp thần thánh. Trong video này, nhân vật chính của chúng ta là Huân Mê đã có một trận đấu cháy sườn với combo quỷ, giúp mạ vàng hết các hư không từ bậc 1 đến bậc 4, giúp sứ giả khe nứt mạnh đến đột biến. Muốn biết combo đấy là gì thì xin mời anh em theo dõi trận đấu ngay sau đây nhé. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao. Tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Vùng đất hôm nay sẽ là thánh địa của Thresh. Cho anh em nào chưa biết, thì ông này chơi bài Galio tuyết giật phết nhiều quá. Giờ đánh quái nó gợi đòn cho liền hai con Galio luôn này. Bonus giọt nước nữa. Round tiếp thêm mảnh gậy. Đấy anh em thấy không? Ông lại bắt đầu cười cười rồi bắt tuyết giật phết rồi đấy. Mảnh đồ cuối là cung. Mới đầu game đã thấy ngợp ngợp rồi, xung quanh toàn lõi kim cương. Ê, chiến lợi phẩm khá là may rủi nên anh đổi ngay. Đang có cho gắt, cá sấu và rắn nên phương miện đầu sĩ cũng rất ngon. Nhưng với cái bài tủ tuyết giật fake carry thì vé trúng thưởng nó lại hợp lý quá. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Check một vòng lobby thì thấy có nhà cho gắt 2 chọn vé trúng thưởng thì biết là đánh đấu sĩ áo ổn rồi. Té gái, chọn vé trúng thưởng rồi chơi bài khác thôi. Có thể lên sấu 2 nhưng muốn đánh chuỗi thua nên cho sấu ra ngoài luôn. Gập đúng nhà khổng lồ tí hon thì họ cũng yếu lắm rồi. Cho Jin lên trên nhưng lại gặp Huân Mê còn yếu hơn nên kế hoạch chuỗi thua năm của họ bất thành. Anh Huấn thua đẹp và cười mãn nguyện. Cho cá sấu vào lại sân, gập đấu sĩ hàng Ryu với 3 con 2 sao. Nhưng bất ngờ thay, sấu của anh được kích Shurima nên lại hóa thần. Hồi máu liên tọi rồi báo đời, thắng luôn. Lúc này anh bán Galio và tuyết giật phết vì ôm tốn tiền quá. Tích 10 vàng trước đã rồi tính sau. Vì đang thiếu đam nên anh sẽ cho Mazaha tham chiến thay vì Poppy. Đụng ai chứ đụng ngay khế ước quỷ đá thì hết cứu. Đánh Caro và thua nguyên sàn. Món đồ anh lụm ở chợ là mảnh kháng phép. Nó xét lắp cho xấu. Phía trước là một nhà đã up 5. Quái thú sổng chuồng 2 sao ở đầu game siêu khó chịu khi vừa tranh vừa đam kèm một ít khống chế từ tuyệt kỹ hoảng sợ. Tạo tiền đề cho Samira và rắn phía sau xả đam, lấy của anh 6 máu. Kiếp nạn đánh Caro vẫn chưa dứt. 2.6, anh lại gặp nhà Pitover. Thế là lại thắng tai nạn. Người đá cho hai mảnh là kiếm và găng, cùng ít vàng và tướng để anh tích 50 vàng. Đầu 3 chấm, bọ hư không được triệu hồi với sự góp mặt của Vel'Koz. Diệt khổng lồ cũng được tối ưu trong mực mùa nắng. Up cấp thêm Mazaha sẽ giúp bé bọ nhiều máu hơn tí. Tranh bằng đấu sĩ đương nhiên sẽ cứng hơn hai thách đấu. Vel'Koz đặt lên hàng 3 nên tia plasma gây đam được ra phía sau, hướng tới Jin và Ashe. Mazaha cũng được an toàn chơi game, mang về cho anh trận thắng thứ hai. Nâng cấp tiếp theo sẽ giúp hạ nhiệt trận đấu một chút khi chỉ là bạc. Nói vậy thôi, chứ anh vừa roll lại hướng đến hồi cúc, ra cái vé hạng đồng là thấy nó trái trái rồi đấy. Vé trúng thưởng cho lượt roll free, xong anh cứ roll 4 lần là nhận thêm một lượt free. Xong lượt free roll vừa rồi được tính là 1, anh lại tiếp tục roll thì nó như một vòng tuần hoàn không hồi kết vậy. Combo thế giới rồi, lụ luôn. Chọn xong thì anh nhận được lượt free roll của vé trúng thưởng. Nhanh tay up 6 và bắt đầu roll. Với 49 vàng, anh được roll rất nhiều nên bắt thêm Mazaha, Vel'Koz, Rek'Sai và Kassadin 2. Trên sân lúc này toàn là tướng hư không để cộng máu cho bé bọ. Đáng tiếc là vào combat rồi thì anh mới có được con Mazaha thứ 9. Nhà cho gắt đấu sĩ dùng vé trúng thưởng ở cấp 3 đã mạ vàng được 3 con. Mặc kệ combat ra sao, cửa hàng cứ cho anh roll mãi. Hết thương cạn nhớ, có tướng cũng không còn tiền để bắt luôn cơ mà. Anh bán Rek'Sai để mua Kassadin xong roll tiếp. Combat thắng nhà kia có thêm 1 vàng, đủ để anh mua một Kassadin nữa. Làm thêm một nháy, nhìn Rek'Sai xuất hiện mà không có tiền mua. Hoàn cảnh trời trêu, anh Huấn chỉ biết cười cười thôi. Mazaha sẽ lên 3, thêm Kai'Sa triệu hồi sứ giả, lùi hết team xuống để sứ giả nhận đam và ủi sớm. Bên kia là nhà Pitover thì quá dễ rồi, nên tạm thời chưa thấy được sức mạnh con pet này.
sau khi đi chợ lụm giọt nước thì anh hoàn thành Blue cho Velcos. Đối thủ 3.5 full 2 sao có vẻ sẽ tạo điều kiện cho sứ giả được phô diễn sức mạnh. Sứ giả bị hàng loạt tướng Focus lên mana rất nhanh, sau đấy rúi đầu vào dàn chắn địch khiến chúng mất nửa cây máu. Các hư không tiếp tục cấu rỉa và Compass siêu to khổng lồ hút thêm lần nữa thì địch tan vỡ, bị đấm không chứa phát nào. Round tiếp, nút roll sáng lên là thấy điểm rồi, để xem được mấy nhát. Anh được roll free 9 lần, tiền giờ chỉ để mua tướng thôi công ạ. Lên thêm được một Rek'Sai và Vel'Koz 2 sao. Chạm trán các phù thủy, Taric ăn một hút của sứ giả thì xuống ngưỡng máu tử luôn. Nỏ sét nổ đam phát nữa, cục luôn. Phía trên trống rỗng, sứ giả dẫn đàn em đi sâu vào hang ổ địch và quét sạch. Bãi sói trả một giáp, một kiếm và hai nịt. Bước sang 4 chấm, anh roll không ngừng nghỉ và lên được Rek'Sai 3. Chưa có giảm hưu nên giáp lửa sẽ được trang bị cho gắt. Địch đã lên được Na'Sert 2 để tranh. Nhưng là tranh dữ chưa? Chịu một ủi của sứ giả thì cũng mất nửa cây máu chứ chẳng đùa. Warwick và Taric thì chưa kịp định hình, bay màu luôn. Na'Sert tiếp tục gồng lên, nhưng mình thấy ba không đủ lực để ôm hết sát thương, thầy mủ luôn. Azir liên tục triệu hồi lính cát tấn công sứ giả trong vô vọng. Chuỗi tháng 7 đã có dành cho hôn mê. Kim cương có rồi, bạc cũng có rồi, giờ sẽ đến vàng. Anh có 3 cái là đồng lòng đấu tranh, hoàn toàn tự nhiên và thuật sư thiện chiến. Như cách xếp của anh thì Compass sẽ không thể nhận được chỉ số của đồng lòng đấu tranh vì nó cần đứng riêng lẻ ở trên một mình. Hoàn toàn tự nhiên thì có vẻ hợp lý khi nó sẽ giúp sứ giả hồi máu. Còn thuật sư thiện chiến rất ít được dùng, đơn giản vì nó cùi quá. Anh roll lại cả 3, cái tên được chọn là độc dược sĩ, vừa thêm hồi phục, rồi lượng máu hồi vượt trội còn được chuyển thành sát thương chuẩn. Chọn xong thì cứ roll và roll thôi, Kassadin sẽ lên 3 và cộng thêm máu tối đa cho sứ giả. Vel'Koz cũng đã 7 con, cho gắt là ít nhất, đơn giản vì có nhà chơi chung. Đối đầu nhà khế ước quỷ đá, họ chơi đồ tể với carry là Queen và Mordekaiser. Form thì đang chưa được 6 đồ tể nhưng đã mix thêm Sejuani kích đấu sĩ và kết hợp Ash kích Freljord. Con sứ giả mấy round trước làm bố người ta thì được, nhưng đến đây gặp ngay ông nội Morder cho ăn mấy chùy đau quá, ủi sau hàng thủ thì nó cũng bị gõ cho to đầu. Ác quỷ thiết giáp ăn cắp được chỉ số của sứ giả, thừa thắng xông lên, gõ bong bong không ngán một ai. Chiêu cuối vừa hết hiệu lực, Morder nhỏ lại thì bị Vel'Koz phóng tia plasma dứt điểm. Blue giúp mực tiếp tục spam và triệt hạ Ash, nhưng để xử nốt Queen 3 đồ thế giới kia thì chắc chắn là không thể. Anh Huấn sẽ bị shutdown. 4.5 lên 7 kích thêm pháp sư đa chú cho Vel'Koz. Ngập nhà Pitchover vẫn chưa nổ được dù đã update Afe, Sejuani và Javan 2. Javan đã địa chấn vào đám đông nhưng nơi đó lại không có Vel'Koz. Dàn chắn địch bị sứ giả cấu rất nhiều máu và tia plasma của mực cùng các nguồn đam nhỏ lẻ sẽ không quá khó để kết liễu. Bắn tỉa không có thời gian để bắn thì lấy đâu ra đam. Sứ giả ủi về phía Jace và tước mạng hắn. Góc còn lại, Afe bị hội đồng và một đi không trở lại. Bãi chim trả thêm 2 găng, một váy và dương đồ lẻ. Kassadin có đồ là được, không quan trọng nên cho cái bốc bát họ. Cho Rek'Sai cầm huyết kiếm, vô cực. Nhà đồ tể lúc nãy đã áp được Queen 3 và thay Rek'Sai bằng Achok. Tốc độ giết người của Morder lần này đã thua sứ giả và những người bạn. Hàng thủ yếu ớt của hắn bay màu trong 5 giây. Lúc này, bầy đàn hư không áp sát ác quỷ thiết giáp, Morder đã bị Rek'Sai đứng ở tuyến trên nuốt chừng. Nấm mồ hư không cắn Queen một phát, chưa thể sốc đau ngay, nhưng đã để lại dấu răng, nên cắn phát nữa gây hơn 1k1 sát thương chuẩn, khiến Queen đang xuất. Talia thay Twisted Fate vì cô sẽ có đam hơn nhờ sứ giả hất tung và kích nội tại cho cô. Kỳ phùng địch thủ gặp nhau ở 5.2, chính là nhà đang top 2. Sứ giả tiếp tục nhiệm vụ thiết đầu công, làm Grace kích vô pháp lao ra sau, song hắn lại bị Kassadin cầm đánh rất lâu. Rek'Sai quay đầu và cạp cho phát nhớ đời. Grace ra đi từ đó, địch không còn đam nữa trong khi quân số anh Huấn đang áp đảo. Ngọn lửa Winstreet lần nữa bùng lên. 5.3, anh lên được mực 3 sao mà không cần đến máy nhân bản. Để ở trên thế này khiến sứ giả lãnh những cú sút từ Cassante, một đá bay sát ra rìa. Thêm phát nữa, sứ giả bay đi thật xa, ra khỏi sân luôn. Cassante tiếp tục khống chế thêm Rek'Sai nhưng bị nấm mồ hư không phản đòn dứt điểm. Nicoba, sát thương đầu ra không thể khinh thường, làm gỏi cả Rek'Sai và Kassadin. Afe được tích cuồng đao, bắn khí thế, nhưng mực cũng không chịu thua. Tia plasma spam liên tục, mực một nắng có pha highlight, lụng luôn triple kill. Nhà vô pháp đáp được Kataba, mực được anh Huấn xếp sang một góc an toàn. Sứ giả thì khống chế Kata, Kassadin cầm đánh Grace, cả hai kích vô pháp luồn ra sau cũng vô dụng mà thôi khi không thể tiếp cận Vel'Koz. Rek'Sai ngậm Kata vào bụng, Grace cũng sẽ đi chung với các đồng đội đã khuất, chứ còn tuổi nào cho em khi phải một đấu bốn. Round rồng ngàn tuổi thì anh roll lợi tức thôi cũng đã có con Kai'Sa thứ 5.
lên 86.2 với hơn 60 vàng. Giờ thì ấn liệt nút D thôi chứ còn chờ đợi gì nữa. Thêm ma chốc, mực đưa lên hàng 3 để né vô pháp, rồi mặc kệ đời, cứ ngồi spam D và bắt khai xa thôi. Có 7 khai xa rồi. Quay lại combat thì Kata sau khi ám sát xong Talia đã chọn mục tiêu là Vel'Koz. Mực không có hút máu nên ra đi cũng là điều dễ hiểu. Rek'Sai đứng tốt ở góc sân bên kia, cắn Kata cho bằng được. Và cú táp hơn 1k sát thương chuẩn khiến ác kiếm không kịp trở tay. Grace thì chỉ cần vã nhẹ thôi là đủ rồi. Trong lúc đấy, anh Huấn vẫn roll và đã có 8 khai xa. Đúng, tỷ lệ chỉ là con số. Còn Cho'Gath được anh ấp ủ từ đầu game tới giờ cũng lên được 3 sao. Tiếp tục cuộc chiến với nhà vô pháp, mực cầm diệt đáp trả sát thương với các vô pháp 3 sao một cách sòng phẳng. Rek'Sai lo xong Grace, tiếp tục vồ vập Kata. Đang chuẩn bị cắn được Jayce thì Jinx lại bắn tùm lum và tiêu diệt cùng lúc cả Rek'Sai và Vel'Koz. Ahchok hiện hồn về cho có thủ tục thôi, chứ chắc chắn phần thắng thuộc về Jinx rồi. Nhưng anh Huấn còn đến 24 máu nên không thành vấn đề. Và đây rồi, đôi giày. Con hàng Kai'Sa 3 sao sẽ được trình làng, nâng sứ giả lên một cương vị hoàn toàn khác với 6 hư không 3 sao. Nhà sẽ đấu với anh ở 6.5 là các tên đấu sĩ. Hai bên đều rất trâu, cũng 1-9-1-10 đấy. Sứ giả ủi đến 2 lần, vừa khống chế mà còn gây lượng sát thương không nhỏ. Nhưng mọi việc kết thúc khi Kai'Sa đầy mana, bay cái vèo, xả ra cơn mây Katia, càn quét từ A đến Z. Địch sẽ phải dừng ở top 3. Trận chiến dài hơi, kéo đến tận 7.1. Giờ còn dư tiền thì cũng chả biết roll thêm gì nữa. Ông ngồi đếm xem với 30 vàng thì roll được mấy cái. 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Ông roll trong sự vô tri. Ấn đê nhanh quá, tôi cũng không đếm kịp. Chúng ta xem combat cuối cùng thôi nào. Bên phía Vel'Koz chỉ đặt mỗi mình Echo. Cậu bé thời gian luồn xuống, tưởng là gà, ai ngờ là thóc. Bị Vel'Koz tiện lên thiên đường luôn. Game ảo ảo kiểu gì ấy. Con Kai'Sa 3 cầm mũ, ulti lần 1, không thể đao là bao. Jinx ở góc kia bận chơi đùa với Cho'Gath. Quái vật hư không sơi tái một phát, suýt làm cô lép bay màu. May thay vẫn giữ được tí máu để phản công. Cho'Gath nằm xuống, nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều carry. Nào sứ giả, Vel'Koz, Rek'Sai, Kai'Sa đều còn sống. Jinx bị dồn vào đường cùng và chiến thắng thuộc về anh Huấn. Nhìn Ron đã tay quá anh em nhỉ. Nếu sau này có được nâng cấp đầu tiên là vé trúng thưởng và nâng cấp 2 là bạc, thì anh em cố vẽ như anh Huấn thử nhá. Game bao dễ luôn, cứ làm như video là được. Chúc anh em thực chiến thành công. Nếu thấy hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chuẩn vào nút chuông để không bỏ lỡ các video phân tích trận đấu từ cà phê nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.